Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 309 nha quý vị. 400k bao ship toàn quốc nha, ba cây linh sam siêu quý Tân Phú nha. Đó, ba cây nha, bao luôn ship luôn nha quý vị. Rồi giờ tôi cho quý vị xem hình từ cây nha. Đây cây số 1 nè. Tôi cầm trên tay luôn nha quý vị. Cây nào cũng có cái gốc nở ra trơn nha quý vị, cái tàn đó nè. Đó. Tàn thiên nhiên rất là đẹp nha. Cái này là nó ra bông là đẹp hơn 86 luôn nha quý vị. Rồi đây một cây. Đây cây số 2. Cây số 2 có cái củ rất là đẹp nha quý vị, cái củ nó bự dữ lắm ở dưới này nè. Củ nở dữ lắm nha. Tàn thiên nhiên vậy nè. Đó, rồi hai cây ha. Cái này là đặc biệt, cái là nằm trong cái chậu này, mình về mình vô cái chậu ép chậu được nha. Chứ cây mà nằm trong cái chậu to quá đó, cái loại này về ép chậu nó mất sức lắm nha quý vị. Rồi cây cuối cùng, cái con này tập tán nó cái chết quá. Rồi cây số 3 này nó đang chuẩn bị muốn ra hoa nha quý vị. Cây số 3 là cây đây. Rồi tổng cộng là 3 cây 400k nha quý vị. Anh nào quen ship code là chuyển khoản. Cây nào cũng gốc nở hết trơn nha quý vị. Nè cái gốc nó nè, cái tàn ở đây. Rồi kết thúc luôn nha quý vị. Thôi xuống đi con ơi. Bỏ rồi. Vô là cho tụi nó ăn cơm nước đi.